kho kho kho. Ok. Quẩy thôi. 2 3 4. Trời, 4 tem thiệt. 3 tem à. Vô ra vô giữa kho luôn, kho bự á, vô giữa kho bự dễ bán hơn. Xuống dưới anh chị. Chết rồi, tem nó xuống trước kho bự anh ơi. Sao mà nó có thể bay trước em? Em bay súng rồi. Vậy bây giờ kiếm súng anh ơi, Anh có súng, Anh có súng. Em có AK. Sau lưng anh có thằng nè. À, kia lấy xe chạy luôn trời, buồn vậy. Vậy là hai tem á. Nè, sau lưng em nè. Quán chạy xe tiếp em cái chị nè. Tem còn chứ này, bắt thằng chạy xe. Còn thằng ở dưới nè mưa. Còn thằng ở dưới nè, dưới chân nè. Đâu anh? Dưới chân anh mới thấy dưới chân. Ờ em ha. Rồi nóng em. Ở dưới nè, tiếp Phú nè, tiếp Phú nè. Lên mưa. Lên đi mưa. Em móc lên liền. Em lên đòi móc xuống nha. Rồi gục một. Vậy đây coi như này đây mới lắp đi vậy. Sau lưng anh, sau lưng anh, sau lưng anh. Sau lưng xe, sau lưng xe. Yếu. Lê dưới bắn em kìa. Dưới nóc một. Quay bếp. Mèo nó dám bắn cao nha nha. Chạy qua nhà chơi tay. Còn bao nhiêu ở dưới nóc đó? Nóc 2 anh Phú ơi. Dưới lỗ nè. Trời ơi. Dưới lỗ kìa mơ. Không hay được. Chị nè. À, lít anh. Ai không? Biết rồi. Biết là tốt. Ai bắt gạch em coi đây có gạch nè. Bỏ game cũng lâu quá ha. Ai bồ cũ Diễm. Diễm hả? Bồ cũ em luôn á. Trời ơi vậy luôn cơ hả? Hay ghê quá. Bồ cũ Diễm là cái mà thằng cái mà quậy tiếp đi luôn hả? Của em luôn á. Ghê rồi. Em giống như công giống như là công chúa à. Vậy công chúa mẹ tin nói công ồ tiện công chúa không đúng anh ơi. Tiện công chúa là sao? Công chúa hiểu không? Công chúa là nhiều bồ. Công chúa nhiều bồ không gì. Nhiều bồ quá à, có một hai đứa. Em thấy anh Phú lâu lâu rồi đó. Tổn thương quá. Thôi tính nha, thắc mít nha. Anh Phú. Tổn thương. Thấy anh lâu rồi đó. Từ đây ta thấy cũng lâu rồi đó. Thôi chưa thấy. Em thấy cũng hay lâu rồi đó. Ừ. Ngoái cưới mẹ đi. Tổn hơi mắt thương quá. Tổn thương quá mấy bạn à. Một đứa thì ở... Đang ở đây nè. Ở đâu? Một đứa thì ở... Cái gì ta? Cần Thơ. Một đứa ở Tây Ninh. Trời ơi Tây Ninh, trời ơi. Má... Em vừa dâm thành. Đây, bên em nè. Bao nhiêu thằng em? Vị trí luôn em. Báo luôn em. Em hai phòng nhà xe. Ok. Thằng này chắc em lấy cái đầu được quá. Thôi để em đợi mọi người tới chị đi. Chị nào rồi? Nói dâm thành không chị nè? Em không muốn coi TV. Có rồi. Nói dâm thành không? Báo vị trí lại luôn đi. Đưa anh mưa. Okay. Ơi nó chạy kìa. Bể đầu em, bể đầu một. Hàng rào. Nóc chưa anh? Nóc chưa? Nóc rồi, nóc một. Anh à, đứng nghe. Anh bể đầu là nóc chứ không có vụ đó đâu. Trừ cái yếu thôi. Bắn mấy đứa kia thì bể đầu có viên anh ơi, bể đầu có viên. Em tới chút. Đồ của tao. Tao bắn đứa nào bắn là đồ của đứa đó. Mẹ không còn đúng cái gì luôn, không tin luôn mẹ, không tin em luôn. Em không có lúc gì luôn. Không tin luôn. Ba nó lúc đó. Nghĩ game luôn. Không tin luôn. Nãy giờ không thấy cái gì cả đâu, nãy chặn nào cũng cầm AK chứ trời. Đổi ông mưa. Hello Phúc nha. Đổi anh. Hey. Lấy đi. AK đâu? Ôi, đổi mà đứng ngay đúng cái vị trí đổi luôn. Thằng xe nóc em. Anh ơi, đỡ lộn anh ơi. Rồi đưa đồng ba đây. Ok. Ok.
anh em. Ê, hình như tao lời được cái gì đó tao cũng không biết nữa. Tao phải nồi lời mình lời các bạn. Ê, lại cái vuông. Nóc luôn em. Thấy rồi. Mình giết bồ nó tức quá, nó đứng nó kè mình đó. Ôi da, nó bắn tao sau lưng. Cái gì vậy? Mẹ nó. Không, chết rồi, tao cào đầu rồi, chết rồi. Ghê vậy? Cái gì? Ghê. Nói thiệt mà sao không tin vậy? Nè tao chọi cái anh này. Anh Phú ơi, bắn máu cho em. Nè nó xuống máu nữa. Cái gì? Đừng xuống máu cho em. Ai chọi hính hả? Anh chọi. Thôi anh chị đừng làm chi mất công bạn. Đè hính đè anh. Nè. Em coi cái bộ đồ anh mắc cười không? Coi nè. Nhìn sao? Tới đây. À, đứng. Chị giúp. Dạ. Em đứng đây nhìn được rồi anh. Thính ghê vậy anh, thính chỗ nào? Tới đây. Em chỉ dám nhìn anh từ xa thôi. Em đứng lại gần anh sen quá em, nguy hiểm lắm em. Trời, ấy có người đi đầu cậu kia kìa. Chết rồi. Trời, bắn mấy shot không ai chơi chạy. Nghỉ chơi đi chứ, chơi chán quá. Tại nó chạy thẳng. Ồ, chơi chán quá. Mày chơi mà mày không tạo căng thẳng cho game gì chơi vậy? Không có ai chơi anh ơi. Chờ mình đi sát. Chán quá. Đúng chán thiệt sự luôn đó. Mày phải tạo cái độ căng thẳng cho game. Ừ anh ơi, đông anh ơi. Chỗ nào? Bắn gắt lắm anh ơi. Ok. Không anh này em đang đóng phim anh. Hỏi nghiệm mà ở lộn. Ví dụ em tao đã chào được anh chào hạnh phúc quá. Ồ. Cảm ơn Kiro TV nha. Của anh hết người luôn rồi trời. Đúng hết người rồi đó. Game bắt đầu chán, bắt đầu khung cảnh Đình này. Đình Phú ơi, em đi anh đi kiếm người anh Phú ơi. Hết người. Ê, chở tao đi tao cầm phóng lựu tao tán cho nó một viên nè. Đi thôi, anh sang cầm phóng lựu ăn hết á. Em đi bắn hết. Nè. Anh coi em với để em quét cái map anh coi nè. Ok em. Vậy em phải đi chung với anh Giang hả? Ừ. Yên tâm đi, anh cầm phóng lựu mà lo gì. Có nguy hiểm không nè? Em phải tin tưởng anh Giang với em. Nãy không ai tin tưởng anh Giang bắn cái đớp hết trơn mà. Ừ. Không đánh được kinh liền. Thái đồ hồn rồi, thái đồ hồn. Ok em. Má nhìn chiếc xe kìa, má nó muốn nản luôn rồi trời. Lên luôn không? Lên luôn. Nên làm gì cho kẹt xe trên này? Đặt cái miền hả? Làm kẹt á. Lên. Lấy bung keo kìa anh, lấy bung keo không? Ok em. Không em. Anh muốn đi đâu? Đi địch. Đi tìm địch. Vậy khu dân cư có người nè. Cổng trời okay. Vô khu dân cư. Ok. Qua khu dân cư, cổng trời với khu dân cư. Khu dân cư nha. Ok. Hẹn gặp mọi người ở khu dân cư nha. Anh có chảo chai đít rồi, anh không sợ. Em có anh chê sau lưng rồi, em sợ. Chán gì trời. Đâu rồi, địch đâu? Nhanh lên. Kiếm địch đi. Trên cổng trời nè. Chạy vô em anh. Anh muốn không? Ok em. Anh muốn thử nào? Ok. Bạc bán đồ lên coi anh á, đâu anh Phú? Chạy ra đồ cái kiểu. Test nhân phẩm đúng không? Ok. Đúng rồi anh, okay. Trời ơi, anh rất là đẹp trai, ga lăng không lăng nhăng nữa. Trời ơi, thằng giác rồi. Xuống đều đá kìa, lăng lăng. Anh rất là đẹp xe, trai. Có xe. Ga lăng không lăng nhăng là việc siêng năng. Mì nó các kiểu. Hay lắm em. Xuống đều đá đi. Hay lắm em. Go! 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 Nhanh! Go! Xe bị kẹt anh ơi, từ từ. Nhanh! Go! Nó bắn. Go! Từ từ anh. Có xe mà, chết chóc vậy anh, có xe mà. Go! Go! Gì đó. Coi à. Bắn máu đi. Đi nha, Phú bắn máu này còn giết mấy kia nữa. Kìa, bắn máu trong ra kìa. Hai người tự lo đi. Xe bể rồi. Xe nguyên đây. Còn giết nè, anh đằng này còn giết. Ok.
đây, 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 đây. Mẹ nó có máu nó không bắn cho em luôn kìa, khốn nạn đó. Để em bắn máu cho anh, bắn nhà kìa luôn. Ok. Thẳng luôn nha anh Phúc. Huy với luôn, Huy với luôn em. Ủa? Đâu mày đâu? Gấu. Mẹ anh, mẹ anh. Tao bắn ai về kép á. Ok em. Lên test nhân phẩm tiếp không? Trời ơi, bắn tương vô đầu luôn, trời ơi. Ai chở? Ai chơi? Ok. Anh cứu anh Phúc rồi. Ok. Xuống nó kết mạng anh. Ai 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 ai, trên đồi đèo đá mô, trên đồi đèo đá mô. Trên đồi đèo đá mô. Chỗ nào vậy? Em cái xuống lưng còn. Đá, cục đá, cục đá, cục đá, cục đá. Đá nào vậy? Mưa, dựng bông keo mưa. Mưa, làm gì? Anh dựng bông keo em rồi. Thằng có hàng sau lưng nữa. Dựng bông keo lên. Không chết đâu. Tại còn sau lưng, chạy sau lưng nữa mà. 82 máu. Chết rồi, trên đồi xong. Lê rồi. Ok, ngon không? Đi. Sao mày? Đi thôi. Để em xíu, để em xíu. Trời, không có giáp luôn. Anh lùm được cái giáp 4. Rồi, let's go. Đó. Sao, dưới kia xong chưa? Đó, xong. Xe bể vậy anh ơi. Chạy rồi bể xe luôn. Nó bắn viên AP kép bể xe rồi. Không phải, đâu phải à. Cái chiếc xe nãy. Anh có 9 bình rồi. Xe anh chỉ đang bắn một con máu mà. Giờ thấy gì đi anh? Ok đi em. Đi bộ luôn. Nhanh lên. Test nhân phẩm tiếp không em? Hello Hành Đạt nha. Ok anh kiếm chỗ nào có bom đi anh. Ok test nhân phẩm nè. Hết xe anh nha. Không có xe đâu đó. Tụi em có xe đâu đó. Không qua được đâu đó. Gục cái là hai người đó nằm đó hát bài ca luôn đó. Kiếm tăng giáp đi em. Okay. Lấy thính nè, mình đi lấy thính nè. Cục cái là nằm. Ôi, đây đây đông đông đông, nhà Ba Giang, nhà Ba Giang bên này đông. Giờ phải chạy bộ nữa hả? Chạy dưới mép đồi anh ơi. Chán cái thiệt anh. Ui nó bắn xe anh kìa. Hai người kia bắn. Ui nó bắn xe anh. À đây đây cứu anh rồi. Hai người kia đang lên, yên tâm đi. Ba Giang em. Nhà Ba Giang anh. Trong nhà Ba Giang nè. Nhà Ba Giang xe hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Xe cao lo hết rồi. Còn hai nha anh, còn hai nha anh. Một thằng ngồi bom keo, một thằng trong nhà. Thôi anh, chắc đủ 3 luôn anh. Đủ 3 luôn em đúng anh. Chắc đủ 3 luôn á. Có gì chạy ra em câu vào được. Ui, bên này nữa, bên này nữa. Bên khác, yếu. Nó móc vào đây đứa rồi, đợi em chút. Yếu, thằng đó yếu. Một gục trong nhà có mình nha. Cái sau lưng China nhảy sách. Ủa tao mới thấy ở đây mà. Yếu China rồi, thằng này yếu lắm luôn, China công luôn China. Sao nhảy sách chị á. Xìu luôn, nghe gì nhiêu đầu rồi. Nhớ gái mặc đồ. Xù đạn. Hạ như. Ủa gì vậy? Nè! Chơi game như củ cải á. Đang lút đồ phê đấy chứ. Cái gì? 7:45 có phòng nha anh. Ok em. 45 ạ. Khoan từ từ, không phải 45. 50 mới đúng chứ. 50. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.